Thưa quý vị, thực hiện quy định số 76 ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Thành ủy Đà Nẵng về trách nhiệm của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư nơi cư trú. Chiều nay, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã tham dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư 40 thuộc Đảng bộ phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu. Chi bộ khu dân cư 40 hiện có 29 đảng viên sinh hoạt. Thời gian qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ do cấp ủy cấp trên giao, triển khai học tập quán triệt hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, các phong trào của địa phương và trên địa bàn quận Hải Châu. Nhất là qua các đợt dịch COVID-19, chi bộ đã phát huy vai trò của các đồng chí đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào kết quả chung trong công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Qua nghe các ý kiến của đảng viên trong chi bộ về một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch, lĩnh vực môi trường, đô thị, an ninh trật tự, công tác xây dựng chi bộ và tình hình đảng viên ở cơ sở, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng biểu dương chi bộ 40 về công tác xây dựng đảng, nhất là sự sáng tạo trong sinh hoạt chi bộ ở thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, phát huy được vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở cơ sở, duy trì nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, hiện nay, thành phố đang tập trung thực hiện các biện pháp trong công tác xây dựng đảng, đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế kết hợp với phòng chống dịch an toàn, hiệu quả. Đồng thời, đề nghị chi bộ 40 tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, duy trì nề nếp sinh hoạt cũng như phát huy vai trò của cấp ủy, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Một trong những nhiệm vụ mà tôi nghĩ là cấp ủy cần phải làm tốt và duy trì, đó là cái việc mà thực hiện cái phong trào ba hơn mà quận ủy đã phát động. Và tôi rất là tin tưởng rằng là trong cái thời gian tới thì các đồng chí cũng sẽ hoàn thành được tốt các cái nhiệm vụ, các cái mục tiêu mà phường rồi khu dân cư chúng ta đã đặt ra. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho biết, hiện nay thành phố đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu, nhất là kiểm soát những người về từ vùng dịch và đẩy mạnh triển khai phủ vaccine mũi 2 trên toàn thành phố. Bí thư Thành ủy khẳng định, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, mặc dù thành phố Đà Nẵng đã cơ bản kiểm soát được tình hình, nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn còn cao. Chính vì vậy, vai trò của cấp cơ sở, đặc biệt là vai trò của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch là rất quan trọng. Đồng chí phải tuyên truyền làm sao để bản thân trong gia đình mà có F0, F1 đấy, phải chấp hành rất là nghiêm. Cái thứ hai nữa là các cái gia đình bên cạnh và chúng ta cũng phải hết sức lưu ý. Nếu mà cái phòng cách ly của F1 hoặc là F0 mà giáp với lại các cái khu vực đó thì phải nhắc nhở là tuyệt đối không có tiếp cận, bởi vì báo cáo của đồng chí là cái biến chủng Delta thì nó lây qua không khí chứ không phải là chỉ là chúng ta tiếp xúc với nhau như thế này. Đối với một số kiến nghị của đảng viên trên một số lĩnh vực, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và cho biết thành phố sẽ xem xét và thực hiện theo đúng trình tự quy định. Đồng thời nhấn mạnh, thành phố hiện nay đang đề xuất với Trung ương để tiếp tục quan tâm đến các chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở, nhất là những người không chuyên trách tại xã phường.